Thông tin dự báo thời tiết đầu ngày. Chào chị Hằng My, thời tiết ở thành phố Cần Thơ và khu vực Nam Bộ ngày hôm nay sẽ như thế nào vậy chị? Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Thành phố Cần Thơ dự báo là trời sẽ nhiều mây, có lúc có nắng từ giờ cho đến trưa. Nhìn chung mức nhiệt thì có xu hướng là tăng dần. Lúc 8 giờ, mức nhiệt là 28 độ C, đến 12 giờ, nhiệt độ tăng lên 32 độ C. Khoảng 2 giờ chiều trở đi thì trời chuyển mưa dông, cục bộ có điểm có mưa to. Mưa đúng vào giờ tan tầm, thế nên là quý vị lưu ý, đừng quên mang theo những vật dụng che mưa cần thiết. Những nơi khác ở Nam Bộ thì trời cũng sẽ có khoảng nắng mây đang xen với mức nhiệt cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau và các nơi khác 31 cho đến 34 độ C. Đến chiều thì mây dông kéo đến và gây mưa cho nhiều nơi ở khu vực miền Tây Nam Bộ và cả miền Đông Nam Bộ. Cục bộ sẽ có những điểm mưa to tương ứng với những vùng màu xanh lá trên bản đồ như Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ hay Kiên Giang. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, cùng với đó là nguy cơ ngập úng những khu vực trũng thấp, khu đô thị. Với thành phố Phú Quốc dự báo, sáng đến trưa nay trời có những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 32 độ C. Về chiều có lúc có mưa vừa, mưa to dễ đi kèm theo dông sét. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau Kiên Giang thì vẫn tiếp tục có mưa dông, đi kèm theo đó là lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra tầm nhìn xa giảm xuống còn dưới 10 km.